Rồi chúng ta học bài tập về kim loại nha. Rồi câu số 1 nào. Tính chất nào sau khi đây không phải là tính chất vật lý chung của kim loại? Câu 1. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lý chung của kim loại? Câu A là tính dẫn điện. Câu B là tính ánh kim. Câu C là tính cứng. Và câu D là tính dẻo. Rồi như các con biết nè, cái tính chất vật lý chung của kim loại á là nó do các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại nó gây ra. Và nhờ đó mà các kim loại sẽ có những tính chất vật lý chung như sau, có bốn tính chất vật lý chung, đó là tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo và tính ánh kim. Ok chưa? Tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính dẻo và tính ánh kim. Cho nên cái tính cứng là đáp án mà chúng ta sẽ chọn ở đây. Tính cứng không phải là tính chất vật lý chung của kim loại. Kim loại cứng nhất là kim loại nào? Kim loại cứng nhất mà chúng ta biết đó là kim loại crom. Cái thứ hai, câu số 2 nè, cho giải các kim loại sau. Cho giải các kim loại sau. Thứ nhất là natri, thứ nhì là kali, thứ ba là bari, thứ tư là đồng, thứ năm là sắt. Để nó hỏi chúng ta là số kim loại trong dãy, số kim loại trong dãy tác dụng với nước tạo ra bao giờ là câu A này, đáp án là 3, B là 4, C là 5 và D là 2. Các con biết là trong cái khuôn khổ chương trình mà các con học á, kim loại tác dụng được với nước, tác dụng dễ dàng với nước, tạo thành bazơ và giải phóng khí hydro. Đó là những kim loại natri, bari, canxi và kali. Natri, kali, bari và canxi. Đồng ý chưa? Natri, bari và canxi. Natri này gồm bốn kim loại natri này, kali này, bari này, canxi. Những kim loại này khi tác dụng với nước sẽ tạo thành bazơ và giải phóng khí hydro. Cho vào nước là nó phản ứng liền chứ nó không phải cần đốt nóng hay gì hết. Và các con lưu ý nè, kim loại đồng á, kim loại sắt á, nó tác dụng được với nước nhưng mà nó tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao, nó ra oxit sắt. Nhớ nha, nó vẫn tác dụng với nước nhưng mà tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao. Ở nhiệt độ cao thì cái phản ứng này lên nước 12 các con học nó sẽ tạo ra oxit sắt chứ nó không ra bao giờ. Tiếp tục câu tiếp theo nè. Vậy thì giờ cô muốn hỏi một câu. Câu số 3, kim loại cứng nhất là ai? Cái này mới nói xong đúng không? Kim loại cứng nhất là, rồi, đáp án A là crom, đáp án B là wolfram, đáp án C là Ag và đáp án D là Bt. Thì kim loại cứng nhất hiện nay đó là kim loại crom. Vậy câu số 4 của chúng ta là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là ai? Kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy cao nhất á, là ai nhỉ? Câu A là crom, câu B là wolfram, câu C là Ag và câu D là Pt. Các con biết là trong các kim loại á, mà kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất đó là kim loại wolfram.
Nhờ Volram có nhiệt độ nóng chảy cao nhất cho nên người ta dùng Volram để làm dây tóc bóng đèn tròn đó con. Bởi vì khi mà nó cho dây tóc nó bóng đèn nó sáng lên là do dây tóc nó bị đốt nóng đến một nhiệt độ nào đó thì nó sẽ phát sáng. Đó là bên cái hiện tượng vật lý. Mà muốn nhiệt độ nó lên tới 2.500 là cho nên nhá, chúng ta phải dùng một kim loại nào đó mà ở cái nhiệt độ đó, độ đó nó vẫn chưa nóng chảy, và đó là kim loại Wolfram. Giờ câu số 5, cô muốn hỏi luôn là cho các kim loại này, natri này, Al này, magie, Fe và Cu. Bây giờ để nó hỏi nè, số kim loại tan được, số kim loại tan được trong dung dịch NaOH dư. Nó nói chỉ tan được nghe các con. Đáp án A là 1, đáp án B là 2, đáp án C là 3 và đáp án D là 4. Mình lưu ý giùm cô này, mình lưu ý giùm cô, người ta nói chữ tan được. Các con biết là trong dung dịch NaOH là nó có nước. Mà con biết natri là một kim loại, là một chất rắn đúng không? Mà khi nó tác dụng được với nước nằm trong dịch bazơ thì nó lại tạo thành bazơ NaOH, cái chất này nó tan trong nước. Cho nên người ta mới nói là kim loại natri tan được trong nước là vì vậy đó. Là natri nó sẽ tác dụng nước, nó chuyển thành NaOH là một chất tan trong nước. Cho nên ở đây kim loại natri là tan trong nước nè. Rồi, nó có một cái chất vô cùng đặc biệt, đó là kim loại nhôm. Kim loại nhôm nó có một đặc điểm vô cùng quan trọng là nó tan được trong dung dịch kiềm. Nó tan được trong kiềm bởi vì sao? Bởi vì nhôm khi tác dụng với dung dịch kiềm này, nó chuyển thành muối, và muối natri aluminat này nó tan. Muối natri aluminat này nó tan. Cho nên người ta nói nhôm tan được trong dung dịch kiềm. Bây giờ đề thì hỏi là số kim loại tan được trong dung dịch NaOH dư. Ha. Là natri thì nhờ tác dụng nước này nó tan, nhôm thì lại tác dụng với NaOH này nó tan. Còn magie sắt đồng là không tác dụng được với nước mà cũng không tác dụng được với dung dịch kiềm. Do đó, không tác dụng được với nước và cũng không tác dụng được với dung dịch kiềm. Do đó nó không tan trong nước. Do đó nó không tan trong nước. Đồng ý chưa? Rồi, câu số 5, câu số 6. Câu số 6 của chúng ta. Câu số 6 của chúng ta như sau. Cho M gam hỗn hợp kẽm đồng vào dung dịch HCl dư chấm. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy có 4,48 lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn, nhớ nha, và 2 gam kim loại không tan. Để nó hỏi chúng ta là hãy tính cái giá trị M. Đáp án là nó cho một cái là 15, 18, 16 với 8,5. Các con nhớ đề chưa? Đáp án A 15, đáp án B 18, đáp án C 16 và đáp án D 8,5. Các con lưu ý là đồng là một kim loại đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học kim loại. Cho nên thành ra là đồng nó không tác dụng được với dung dịch axit HCl cũng như là H2SO4 loãng. Đồng nó không tác dụng được với HCl
cũng như là H2S4 loãng, nhớ chưa? Còn con biết là kim loại kẽm á, là nó tác dụng với axit, nó tạo thành muối kẽm clorua, và muối kẽm này tan, cho nên chúng ta nói là kẽm tan được trong dịch axit HCl. Vậy thì toàn bộ cái khí hydro, toàn bộ cái khí hydro này là do kẽm sinh ra, mà số mol hydro là 4,48 chia 22,4 là bằng 0,2 mol. Vậy từ đó cô sẽ tính được mol, số mol kẽm là lấy 0,2 nhân 1 chia 1 là 0,2 mol. Vậy từ đó cô có được là cái kim loại mà không tan đó, chính là Cu còn nguyên luôn, bởi vì Cu nó đâu tác dụng được với HCl, nó cũng chẳng tác dụng được với muối ZnCl2 luôn. Vậy thì khối lượng hỗn hợp là bằng khối lượng kẽm cộng với khối lượng đồng. Kẽm số mol 0,2 nhân 65 cộng đồng là 2 gram, và cô sẽ tính ra được là 15 gram. Cho nên cô sẽ khoanh phương án A. Rồi mình chú ý nha. Rồi câu tiếp theo nè. Câu tiếp theo của chúng ta là gì? Tính chất vật lý của kim loại. Tính chất vật lý của kim loại không do các electron tự do quyết định là câu A là tính dẫn điện. Câu B là tính dẫn nhiệt. Câu C là tính ánh kim. Và câu D là khối lượng riêng. Như cái khi nãy là cô đã nhắc với các con là chi? Là kim loại á, trong cái mạng tinh thể kim loại á, là nó có cái dòng electron tự do. Chính nhờ dòng electron tự do này mà kim loại nó có bốn tính chất, vật lý chung, đó là tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo và tính ánh kim, đúng không? Bây giờ đề nó hỏi chúng ta là tính chất vật lý của kim loại không do các electron tự do quyết định. Mà con biết là electron tự do nó quyết định đến bốn tính chất vật lý chung là tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo và tính ánh kim. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn phương án nào, tính chất vật lý nào không do các electron tự do quyết định? Đó là khối lượng riêng. Đồng ý chưa? Đó là khối lượng riêng. Bây giờ chúng ta có câu số 9 như sau. Cho 15,6 gram kim loại kiềm X tác dụng với nước dư. Rồi, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Để yêu cầu chúng ta là xác định tên X. Rồi đáp án A là li ti, đáp án B là kali, đáp án C là natri và đáp án D là rubidi. Nhớ nha, mình có là kim loại mà nó tác dụng được với nước á. Kim loại mà nó tác dụng được với nước trong khuôn khổ chương trình chúng ta học là gồm này natri, kali, bari và canxi.
Sau này mình học thêm mới lần biết là gì? Các kim loại thuộc nhóm 1A và 2A. Các kim loại thuộc nhóm 1A và 2A. Trừ magie, trừ magie, bari ha. Là nó không tác dụng được với nước ở điều kiện thường. Còn các kim loại còn lại là nó tác dụng được với nước, tạo thành bazơ và giải phóng khí hydro. Tác dụng được với bazơ và giải phóng khí hydro, nhớ cho cô nè. Mà các kim loại thuộc nhóm 1A là chúng ta gọi nó là kim loại kiềm. Kim loại kiềm chúng ta có thể kể đến như là natri nè, kali nè. Còn các kim loại thuộc nhóm 2A chúng ta có thể kể đến đó là gì? Đó là gì? Bari với canxi đó. Các kim loại kiềm thì sẽ có hóa trị 1. Còn các kim loại kiềm thổ thì nó sẽ có hóa trị 2. Ở đây đề nó cho kim loại kiềm. Vậy kim loại kiềm nó sẽ có hóa trị 1 giống như natri. Vậy chúng ta sẽ viết phương trình phản ứng giống như khi chúng ta viết với natri vậy. Chúng ta sẽ ra bazơ ha. Coi cái ít như giống natri mà viết thôi. Nếu các con phân vân, các con cứ viết phản ứng của natri với nước, sau đó cứ thay chữ natri bằng bằng nguyên tử X vô là xong thôi. Bây giờ là cô có số mol của khí hydro sinh ra là 4,48 chia 2,4 là 0,2 mol này. Cái này mà 0,2 mol thì số mol của X là nhiêu? 0,2 nhân 2 chia 1. Những chéo chia ngang là bằng 0,4 mol. Đúng chưa? Vậy từ đó cô tính được mol lớn X không? Là bằng khối lượng chia số mol. Khối lượng là 15,6 chia m lớn là 0,4. Là chúng ta sẽ ra hình như 39 thì phải. Đúng rồi. Chúng ta ra m lớn là 39 và đơn vị là gam trên mol. Mà các con biết là mỗi nguyên tố nó sẽ có một nguyên tử khối nhất định. Mà nguyên tử khối á, là có giá trị, tức là số trị bằng với lại khối lượng mol nguyên tử. Vậy từ đây chúng ta suy ra được, vậy X là kali, có tên gọi là kali và có ký hiệu là K viết hoa. Có ký hiệu là K viết hoa. Rồi câu số 10. Giờ đề hỏi chúng ta là kim loại đồng. Kim loại đồng không tan trong dung dịch nào? Câu A, H2SO4 đặc nóng. Câu B, H2O3 đặc nóng. Câu C, H2O3 loãng. Và câu D, H2SO4 loãng. Các con biết là H2SO4 là một trong những chất có H2O4 là một trong những chất là có tính axit mạnh. Ngoài ra H2O4 đặc nóng nó còn có tính oxy hóa mạnh. Giữa H2O4 loãng và H2O4 đặc nóng nó khác nhau ở chỗ là gì? H2O4 đặc nóng á, là nó tác dụng được với kim loại đồng, bạc. Còn cái H2O4 loãng thì lại không. Còn cái H2O3 thì con biết là H2O3 dù loãng hay là đặc thì nó đều có cái tính oxy hóa giống H2O4 đặc nóng vậy đó. Cho nên H2O3 dù đặc hay là loãng thì nó đều hòa tan được đồng. Bởi vì đồng nó tác dụng được với axit H2O3 sinh ra muối, và cái muối đó tan trong nước, cho nên chúng ta nói kim loại đồng tan được trong dịch H2O3 cũng như là tan được trong dịch H2O4 đặc nóng. Đồng sẽ không tác dụng được với H2O4 loãng, nó vẫn còn nguyên si. Cho nên chúng ta nói nó không tan được trong dịch H2SO4 loãng, cũng như là HCl loãng nó cũng không tan luôn. Thường thường là khi kim loại đồng á, mà con biết là đồng tác dụng H2O4 đặc nóng là nó sinh ra cái gì? Nó sinh ra khí SO2.
Con nhớ là trong một số bài toán á, nâng cao là nó không chỉ cho ra khí SO2 đâu, mà nó còn ra những cái hợp chất khác như là lưu huỳnh hoặc là H2S. Tuy nhiên là lưu huỳnh đó là nó vẫn tác dụng được với H2 bóng đặc nóng, nếu chúng ta cho axit nó dư thì nó hòa tan luôn. Thì túm lại là khi cho đồng tác dụng H2 bóng đặc nóng dư thì thường là ra khí SO2. Câu số 11. Kim loại được con người dùng để chế tạo đồ trang sức. Kim loại được con người dùng để chế tạo đồ trang sức. Chế tạo đồ trang sức có tác dụng bảo vệ sức khỏe là có tác dụng bảo vệ sức khỏe là câu A sắt, câu B là sắt tay, câu C là bạc và câu D là đồng. Nếu ở đây á mà các con mà phân vân á thì cô nói này, khi mà các con có nhớ là các con có từng xem một cái loại quảng cáo về điều hòa của ai của cái hãng đâu cô quên rồi, là cái điều hòa nó kêu là có tác dụng kháng gì khử khuẩn trong không khí, có tác dụng khử khuẩn không khí bởi vì nó có chứa thành phần ion bạc đó. Đó thì con nhớ là những kim loại dùng để chế tạo đồ trang sức là gồm bạc và vàng, bởi vì nó có tính ánh kim, nó phản xạ hầu hết ánh sáng truyền tới đó. Cũng như bạc là được dùng để tráng đằng sau cái gương soi của chúng ta, để chúng ta soi gương nó cái phản xạ ánh sáng nó tốt hơn ấy. Thì cái nhưng mà kim loại bạc nó lại có tác dụng kháng khuẩn như cô đã nói đó, nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Cho nên ở đây chúng ta sẽ chọn phương án C. Chúng ta không chọn đồng cũng không chọn sắt chứ nha. Câu số 12. Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt 2? Tạo ra muối sắt hóa trị 2. Câu A H2O3 đặc nóng dư. Câu B magie SO4. Câu C là CuSO4 và câu D là H2SO4 đặc nóng dư. Nhớ nha, sắt tác dụng với chất này thì ra muối sắt hóa trị 2, tác dụng với chất kia thì ra muối sắt hóa trị 3. Mà bây giờ để nó hỏi chúng ta là tác dụng với chất nào để ra muối sắt hóa trị 2, thì các con lưu ý nè, sắt và các hợp chất của sắt đang ở hóa trị thấp nói chung nghe, thì khi tác dụng với H2O4 đặc nóng cũng như là H2SO3 thì đều ra muối sắt 3 hết. Nhớ à, sắt cũng như các hợp chất của sắt đang ở hóa trị thấp mà khi nó tác dụng với lại H2O3 cũng như là H2O4 đặc nóng thì đều ra muối sắt hóa trị 3. Cô đơn cử ví dụ như sắt mà cộng với H2O3 đặc nóng, con nhớ nha. Đặc nóng nha. Thường thường mà kim loại khi tác dụng H2O3 đặc nóng thì nó sẽ ra muối sắt 3, sắt 3. Sản phẩm là khí NO2. Rồi, tương tự
Sắt tác dụng với hát hai ở bốn đặt nóng. Nhớ nghe, sắt nó không tác dụng với hát hai ở bốn đặt nguội đâu hả? Đặt nguội là không không vỡ đâu nghe. Rồi nó ra khí SO2 này. Rồi sắt là một kim loại yếu hơn magie, cho nên nó không tác dụng được với dung dịch. Magie SO4 sắt mạnh hơn đồng, cho nên khi cho vào dung dịch muối đồng, sắt sẽ đẩy đồng ra ngoài. Và trong cái phản ứng này là tạo ra muối sắt hóa trị 2, cho nên cô sẽ chọn phương án C. Câu số 13. Kim loại nào không tan trong dung dịch FeCl3? Câu A là đồng. Câu B là sắt. Câu C là magie và câu D là Ag. Cái muối sắt hóa trị 3 là một trong những cái muối đặc biệt lắm. Muối sắt hóa trị 3 là một trong những cái muối đặc biệt. Cho nên thành ra các bài toán khó. Là nó liên quan đến cái muối sắt hóa trị 3 này rất là nhiều. Nó liên quan nhiều lắm. Thì các con nhớ dùm cô một câu này. Ví dụ cô có các kim loại kali, natri, bari, canxi mà cô cho cái dung dịch muối này, thì các kim loại này nó tác dụng với nước ra bazơ, rồi bazơ mới đi tác dụng với FeCl2, FeCl3 cho ra cái tụ FeOH 3 lần, nhớ nghe, chứ nó không có đẩy kim loại ra tới. Rồi cô nhớ thứ hai, các kim loại magie này, nhôm này, kẽm này. Các kim loại magie, nhôm và kẽm, con nhớ ha, nhớ giùm cô nè. Chúng sẽ tác dụng muối sắt 3 ra muối sắt 2. Được chưa? Nhớ nghe. Sau đó chúng lại tác dụng tiếp với muối sắt 2. Đẩy sắt ra. Vậy là nếu như mà sau phản ứng đầu tiên mà magie nó dư thì nó mới có phản ứng số 2. Cho nên nó mới phát sinh ra một trường hợp, nếu kim loại mà dư thì mới có cái phản ứng là đẩy cái rẹt từ sắt 3 về sắt luôn. Chứ nếu mà đề nó không cho kim loại dư là chúng ta không đẩy được kiểu vậy đâu nghe. Bình thường là đi theo từng nấc một, là từ muối sắt 3 về muối sắt hóa trị 2, từ muối sắt hóa trị 3 về muối sắt hóa trị 2 thôi. Sau đó nếu còn dư thì mới từ muối sắt 2 về sắt. Còn các kim loại là sắt nè, niken nè, đồng nè, đó, ba kim loại chú ý, thì chúng chỉ tác dụng với muối sắt 3 để tạo thành muối sắt 2 thôi. Có dư chăng nữa thì cũng chịu. Dù đồng tác dụng muối sắt 3 cho ra muối đồng 2 và muối sắt 2. Ở đây cái bài tập này liên quan đến đồng với sắt nhiều thôi, chứ còn niken thì không thấy mấy. Nhưng mà về mặt nguyên tắc chung là như vậy. Và bây giờ chúng ta coi nè, đồng tác dụng muối sắt 3 là tạo thành muối đồng 2. Và cái muối này nó tan trong nước. Cho nên chúng ta nói là kim loại đồng tan được trong dung dịch FeCl3. Tương tự sắt cho vô dung dịch muối sắt 3 của nó thì chuyển thành muối sắt 2 cũng tan trong nước. Cho nên chúng ta nói sắt cũng tan được trong dịch FeCl3. Tương tự magie mà tác dụng muối sắt 3 là ra muối magie Cl2. Cho nên cô cũng nói magie tan được trong dịch FeCl3. Còn bạc thì không. Bạc thì không có nha. Nhớ cho cô nguyên tắc này. Rồi bây giờ chúng ta có cái phản ứng 14. Cái câu 14. Giải gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl
nhưng không tác dụng được với, nhưng không tác dụng được với dung dịch H2O3 đặc mùi. Đặc mùi tương tự với H24 đặc mùi vậy đó. Phương án A của chúng ta là đồng chì bạc. Phương án B là đồng sắt nhôm. Phương án C là sắt nhôm và chrome. Phương án D là Fe, magie và nhôm. Thực ra cái câu hỏi này là một trong những cái câu hỏi mà gọi là gì? Một trong những cái câu hỏi mà gọi là tính lý thuyết kinh điển á, là các con biết là cái kim loại mà không tác dụng được với H2O3 đặc mùi là nó có nhôm, sắt và chrome. Ngoài ra nó còn có bạch kim và vàng nữa kìa. Các con lưu ý là ba kim loại này á, là nó không tác dụng được với H2O3 đặc mùi cũng như là H24 đặc mùi. Nhưng cả ba kim loại này đều là ba kim loại đứng trước hydro, cho nên nó đều tác dụng được với dung dịch axit. Vì vậy cô chọn câu C. Cô A không chọn là vì sao? Đồng với A thủy ngân, đồng với lại bạc á, là đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, nên đâu có tác dụng HCl đâu. Tương tự câu B cũng vậy, có đồng không tác dụng được. Còn câu D cô không chọn là vì sao? Vì magie là nó lại tác dụng được với H2O3 đặc mùi. Đó. Giờ cái câu 15 của chúng ta, cái câu 15 nhớ như sau. Cho hỗn hợp ít gồm thứ nhất là Fe2O3, thứ nhì là ZnO, thứ ba là Cu, tác dụng với dung dịch HCl dư. Thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng. Thu được cái tủa câu A, FeOH 3 lần. Câu B, FeOH 3 lần, 2 lần. CuH 2 lần. Câu C là FeOH 2 lần. CuH 2 lần, ZnOH 2 lần. Và câu D là FeOH 3 lần, ZnOH 2 lần. Cái câu này á, nói khó thì khó mà nói dễ thì dễ. Câu này khó là vẫn khó mà dễ là vẫn dễ nha. Khó là khó mà dễ thì vẫn dễ. Các con biết là chi? Fe2O3 và ZnO là hai oxit. Fe2O3 là oxit bazơ. Còn ZnO là oxit lượng tính. Hai cái oxit này mà khi nó tác dụng với hai cái oxit này mà khi nó tác dụng HCl mà dư thì chắc chắn nó sẽ phải hết. Anh chàng Fe2O3 là một oxit bazơ, khi tác dụng với axit tạo thành muối, muối sắt 3 tan trong nước, tạo thành muối sắt hóa trị 3 tan trong nước.
Anh chàng đi dư là anh chàng đi hết. À, tương tự nè. Còn cái muối này là tan rồi nha. ZNO là oxit lượng tính nên nó tác dụng được với axit mạnh, cho ra muối và tạo thành nước. Anh chàng đi dư thì anh chàng đi hết. Và anh chàng đi là tan. Như vậy là Fe2O3 với lại ZNO là tan hết rồi nè. Bây giờ CO, CO có tác dụng HCl không? Không. CO không tác dụng với HCl. Ở đây có rất là nhiều bạn tới đây là vội vàng rồi. Tới đây là vội vàng mà vội vàng là sai. Vội vàng là sai nha. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần không tan Z á, là có nhiều bạn kết luận với cô là phần không tan Z là CO. Cô xin đính chính phần không tan Z là CO là mới đúng một nửa thôi, không phải đúng full hoàn toàn đâu. Vì sao? Đồng nó không tác dụng được với HCl, nhưng nó lại tác dụng được với muối sắt hóa trị 3. Có nhiều bạn nói cô muối sắt hóa trị 3 ở đâu? Có cô, có ở đâu? Có đây nè. Nó không có ngay từ đầu, nhưng Fe2O3 tác dụng HCl sinh ra muối sắt hóa trị 3. Mà anh muối sắt hóa trị 3 mà anh thấy anh đồng là sao? Trời ơi, Tây Bắc mặt mừng nha, Tây Bắc mặt mừng nha. Trời ơi, gặp anh tôi vui sướng quá, tôi mừng vui quá. Rồi tụi anh chào nhau cái. Vậy là anh FeCl3 anh sẽ tác dụng với anh CO để ra CuCl2 và FeCl2. Nhớ là hai này muối tan hết. Muối tan hết. Anh FeCl3 cũng là muối tan nè. Rồi. Bây giờ nè, cô không biết là trong hai anh chàng nên anh chàng mua hết. Không biết trong hai anh chàng nên anh chàng mua hết hết á. Bởi vì để ở đâu nó anh chàng đi dư đâu. Nhưng đề lại nói là sau phản ứng thu được chất không tan Z, sau phản ứng có cái phần không tan Z, mà con biết là tất cả các muối đều tan trơn rồi, đâu có kiếm ra cái muối nào mà không tan đâu. Cho nên chúng ta có thể khẳng định là cái phần không tan Z, cái phần không tan Z đi nè, là sẽ suy được cái anh chàng đi phải dư. Vì thu được cái phần không tan Z cho nên cái anh chàng CO đi phải dư. Mà một khi anh đi dư thì anh đi sao? Anh đi hết. Dạ. Yeah. Cô không biết số mol FeCl3 là nhiêu, cô cũng chẳng biết số mol đồng là bao nhiêu. Nhưng mà rõ ràng là để nói sau phẫn có cái phần không tan Z. Mà cái phần không tan Z này nè, là các muối là đều tan hết rồi. Vậy cái phần không tan Z chắc chắn phải là do anh nha. Anh đồng đảm nhận thôi chứ còn ai đi đâu nữa. Chứ hai cái anh oxit niên tác dụng hết HCl được đâu. Hai cái anh oxit niên tác dụng hết HCl rồi. Như vậy cái phần không tan Z nó phải là đồng. Vậy thì phần dung dịch Y của cô sẽ là ai đây? Phần dung dịch Y của cô là có còn FeCl3 không? Không, hết rồi. Tạo ra trên Y mà dưới này nè. Tạo ra trên Y nhưng mà dưới này phản hết trơn luôn đâu nữa. Như vậy dung dịch Z của cô là có ZnCl2 nè, có CuCl2 nè và FeCl2. Đồng ý nha. Bây giờ nè, cho tác dụng với dung dịch nào H dư ha, không biết nè. ZnCl2 tham gia phản trao đổi với dung dịch kiềm tạo thành cái tủa ZnOH2 lần cộng với NaCl. Phản trao đổi này xảy ra là vì sao? Vì đã sinh ra kết tủa muối tan cộng bazơ tan ra bazơ không tan. ZnOH2 lần chính xác là chất lượng tính đấy. Để nó cho NaOH dư nha. Nó cho anh chàng NaOH dư nha. Và chúng ta sẽ có đây là CuOH2 lần cộng 2 lần NaCl. Tương tự FeCl2 cộng 2 lần NaOH dư cho ra FeOH2 lần cộng 2 lần NaCl. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, tới đây có nhiều bạn lại nhanh nhẩu lần thứ hai ha. À, trả lời với cô là cái tủa của nó là gồm 3 chất
Sai nha, không chính xác đâu nha. Vì sao? Vì sao? Khi nãy cô đã nói rồi, ZNOH hai lần là một hydroxit lưỡng tính, giống như ALOH ba lần vậy đó. Mà lưỡng tính là sao? Nó vừa tác dụng được với dung dịch axit, vừa tác dụng được với dung dịch bazơ. Anh chàng đi mà tác dụng với natri tạo thành muối zinc cas, muối ni tan. Ok ha. Nhớ anh chàng đi dư thì anh chàng đi phải gì? Phải hết. Như vậy lúc này cái tuổi ZDOH hai lần nó tạo ra, nó được tạo ra đó. Nhưng mà nó lại bị hòa tan trong cái dung dịch kiềm dư. Cho nên là cái tủa cuối cùng của chúng ta thu được đó chính là COH hai lần và gì, và FLH hai lần. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn phương án là câu B ha. Câu B là đáp án chính xác. Câu này thật ra chúng ta làm nó rất mất nhiều thời gian, mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà đối với những ai mà đã thuộc lòng lý thuyết là có thể nhẩm ngay luôn trong đáp án luôn. Các anh chị lớp 12 thì làm bài này là khá là nhanh. Bây giờ chúng ta sang câu số 16 nè. Câu 16 là ở điều kiện thường. Câu này thì nó không có liên quan đến kim loại mà là hợp chất của kim loại thôi. Cái này là bài trước vẫn có thể làm được. Ở điều kiện thường nè, chất nào sau đây không có khả năng, chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng? H2SO4 loãng là một dung dịch có tính axit mạnh, cho nên chúng ta sẽ xem thử hợp chất nào không tác dụng được với nó, không tác dụng được với nó. Rồi mình xem cho cô nghe. Mình có là Fe2O3 là một oxit bazơ tác dụng với axit ra muối với nước ha. Tương tự Fe3O4 là nó tạo thành hai muối. Rồi FeOH tất cả 3 lần là axit. FeOH 3 lần là bazơ, cô nói lộn. FeOH 3 lần là bazơ. Mà bazơ là nó ra muối và nước. Như vậy cái chất mà không tác dụng với lại H2O4 loãng là FeCl3, bởi vì nó không tuân thủ đúng theo điều kiện phản ứng trao đổi giữa muối và axit, nó không có cái chất khí tủa cũng như là không có chất khí chẳng hạn. Câu 17 nè, kim loại nào sau đây không tác dụng được? Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch Fe2O3 tất cả 3 lần? Câu này dễ. Câu này là khi nãy chúng ta đã làm rồi. Là câu A là Ag, câu B là Fe, câu C là Su và câu D là ZN. Chúng ta sẽ chọn phương án A. Chúng ta sẽ chọn phương án A. Rồi câu 18. Thí nghiệm nào sau đây không không có phản ứng
hóa học xảy ra. Câu A là ngâm lá đồng. Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO3. Câu B, ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng. Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng. Câu C, ngâm lá nhôm. Ngâm lá nhôm trong dung dịch NaOH. Và câu D, ngâm lá sắt trong dung dịch sắt 2 clorua. Các con biết là đồng là mạnh hơn bạc, cho nên là nó sẽ đẩy được cái bạc ra khỏi muối. Đó. Tương tự là kẽm là nó đứng trước hydro trong giải hoạt động hóa học. Cho nên cho vào dung dịch axit là nó phản ứng và giải phóng cái hydro. Còn nhôm thì mình biết rồi. Nhôm là kim loại có tính lưỡng, lượng tính. Cái phương trình không gọi viết ngay bởi vì cô đã viết ở cái bài trước rồi. Cho nên cái mà thí nghiệm không có phản ứng xảy ra, cái thí nghiệm mà không có phản ứng xảy ra đó là câu D. Câu 19 là một câu không có liên quan gì đến kim loại mà nó là hợp chất kim loại, nhưng mà lâu lâu mình đổi gió ha. Hòa tan N-gam. Hòa tan N-gam hỗn hợp KHCO3 là kali hydrocarbonate và CaCO3 trong lượng dư dung dịch HCl sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thu được 11,2 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Và để yêu cầu chúng ta là tính cái M này. Rồi các con có thể thử sức làm nha. 40. Câu B 50. Câu C 60. Và câu D là 100. Các con hãy thử sức làm cho cô xem nè. Thử sức một tí. Mình xem nghe, trong cái bài này á là nó chỉ có một con số duy nhất là 11,2 lít thôi. Nó chỉ có một con số duy nhất là 11,2 lít. Mà ở đây trong cái hỗn hợp của chúng ta là nó có tới, trong cái hỗn hợp của chúng ta là nó có tới hai chất, đúng không? Hỗn hợp của chúng ta ban đầu có tới hai chất là KHCO3 và CaCO3. Mà như các con đã biết á, là đối với bài toán hỗn hợp như vậy thì chúng ta sẽ đặt ẩn số. Nhưng có một điều quan trọng là cái thể tích khí CO2 là cái con số duy nhất mà đề bài cho. Mà ở đây nếu chúng ta đặt ẩn số là chúng ta phải đặt tới hai ẩn số. Mà nguyên tắc là muốn giải được
Phương trình hai ẩn số. Muốn tìm được nghiệm thì chúng ta phải giải, phải có được hai phương trình khác nhau. Nhưng ở đây chỉ có một con số thôi. Chỉ có một con số thì chúng ta không thể nào, chỉ có một con số thì chúng ta không thể nào lập giải hệ hai phương trình được. Không thể nào lập giải hệ hai phương trình được. Cho nên chúng ta sẽ nghĩ đến cái chuyện gì với con biết không? Bảo toàn. Các con phải nghĩ đến chuyện bảo toàn. Bây giờ chúng ta có này. KHCO3 là muối của axit yếu. Khi tác dụng với axit mạnh, nó sẽ đẩy axit yếu ra ngoài. Đồng ý chưa? Còn cái CaCO3 tác dụng với H2SO4 sẽ ra được muối sunfat cộng với nước. Rồi, bài toán hỗn hợp nên cô đặt đây amon. Đây là bmon. Đây amon thì đây là đây amon. Thì đây là bao nhiêu? A trên 2. Nhưng mà đề đâu bắt chúng ta tính axit đâu, thì chúng ta đi tính axit làm chi? Cũng không điền. Đây amon thì đây là amon. Đây bmon thì đây là bmon. Vì sao cô điền CO2? Bởi vì đề cho thể tích CO2 mà. Đề cho thể tích CO2 mà. Chúng ta có số mol CO2 bằng gì? Bằng A cộng B. 11,2 chia 2,4 là bằng 0,51. Hết rồi. Để không còn cái số nào để chúng ta có thể lập hệ phương trình giải hệ phương trình hai ẩn số được hết. Đề bắt mình tính cái chi? Tính M. Mà M là gì? M là bằng khối lượng KHCO3 cộng khối lượng KBCaCO3. Mà khối lượng anh chàng đây là nhiều, 100 nhân số mol. Anh chàng đây vậy 100 nhân số mol. Ha. Từ trên với dưới nhìn xuống thấy chưa? Từ trên xuống dưới nhìn thấy chưa? Chúng ta bảo toàn được chưa? 100. Đặt 100 làm thừa số chung. Còn lại A cộng B, mà A cộng B chúng ta có 0,5. Vậy M chúng ta sẽ tính bằng 100 nhưng 0,5 thì bằng 50 ga. Thấy không? Đó. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang bài 20 nha. Bài 20 của chúng ta như sau. Ion kim loại X khi vào cơ thể. Ion kim loại X khi vào cơ thể. Khi vào cơ thể vượt mức cho phép. Sẽ gây nguy hiểm với sự phát triển cả về trí tuệ. Sẽ gây nguy hiểm. Với sự phát triển cả về trí tuệ. Với sự phát triển cả về trí tuệ và thể chất con người. Chấm. Ở các làng nghề tái chế ắc quy cũ. Ở các làng nghề tái chế ắc quy cũ. Nhiều người bị ung thư. Nhiều người bị ung thư. Trẻ em chậm phát triển trí tuệ. Trẻ em là chậm phát triển trí tuệ.
phải còi cọc. Vì nhiễm độc ion kim loại này, vì nhiễm độc ion kim loại này, chấm. Kim loại X ở đây là câu A là đồng, câu B là magie, câu C là sắt và câu D là chì. Theo các con, đó là kim loại nào? Theo các con, đó là kim loại nào? Theo các con, đó là kim loại nào? Các con biết là cái ắc quy cũ là nó có nhiều chì lắm. Cái ắc quy cũ là nó có nhiều chì lắm. Cho nên thành ra, thành ra là cái người mà bị ung thư rồi trẻ em bị chậm phát triển còi cọc á, rồi là do nhiễm độc cái kim loại chì này đây. À, có nhiều bạn nói với cô là sao không phải là do nhiễm độc thủy ngân, bởi vì là trong cái ắc quy này là nó không có thủy ngân mà nó là ắc quy chì, cho nên thành ra là các con biết là hiện nay là cái pin cũ mà chúng ta dùng á, cái pin ắc quy cũ mà chúng ta dùng xong á, là chúng ta không nên vứt thùng rác mà chúng ta nên gom lại, sau đó bỏ vào cái thùng rác mà chuyên gom về pin. Nếu như các thùng rác chúng ta không có thì chúng ta có thể gom lại. Và cô thấy là ở các siêu thị là thường thường có những cái thùng rác nó chuyên gom pin tái chế, chuyên gom cái rác thải là pin, thùng rác dành cho pin pin cũ thì chúng ta có cái pin, cái ắc quy đó là chúng ta nên bỏ thùng rác đấy, bỏ vào thùng rác đó, vì lúc đó người ta sẽ đưa cái đó đi xử lý theo kiểu khác, chứ không xử lý chung với rác thải sinh hoạt. Để sản xuất nhôm trong công nghiệp, người ta làm gì đây? Câu A, điền phân dung dịch AlCl3. Câu B là cho magie vào dung dịch Al2SO4 cả 3 lần. Câu C là cho CO dư qua Al2O3 đun nóng. Còn câu D là điện phân nóng chảy Al2O3 có mặt acrylic. Các con biết là trong bốn cái trường hợp mà người ta liệt kê là cái trường hợp C nó sẽ không xảy ra phở. Trong bốn cái trường hợp là cái trường hợp C nó sẽ không xảy ra phở. Vì sao? Vì CO nó không khử được các oxit kim loại trung bình và yếu. CO nó không chứa các kim loại trung bình và yếu. Ok chưa? Cho nên là phản ứng C là nó sẽ không xảy ra. Phản ứng C là nó không xảy ra. Nhớ cho cô nè. Còn hai phương án A và B là người ta không có dùng trong khi sản xuất nhôm trong công nghiệp, mà người ta sẽ điện phân nóng chảy Al2O3 có mặt acrylic. Mà Al2O3 là nó có nhiều trong cái quặng bauxit, còn cái acrylic là nó có tác dụng làm hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, cũng như là tăng cái khả năng dẫn điện rồi bảo vệ Al mới sinh ra.
Câu số 22. Trong thành phần của gan. Trong thành phần của gan. Nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là ai? Nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là câu A là mangan, câu B là lưu huỳnh, câu C là silic và câu D là Fe. Các con biết á, là gan với lại thép đều là hợp kim của sắt với carbon. Gan với thép là đều là hợp kim của sắt với carbon hết á. Trong đó này, gan là hợp kim của sắt với carbon. Nó có chứa từ 2 đến 5% khối lượng carbon. Ngoài ra còn có một lượng nho nhỏ xí xí của các nguyên tố silic, mangan và sắt. Phần còn lại chiếm đa số là còn một lượng nhỏ silic, mangan, lưu huỳnh. Cô nói nhắc lại nè, gan là hợp kim của sắt với carbon. Rồi, trong đó nó có chứa từ 2 đến 5% về khối lượng là carbon. Ngoài ra còn có một lượng nho nhỏ xíu xíu của các nguyên tố silic như silic, mangan, lưu huỳnh vân vân. Vậy thì cái phần chính trong cái gan đó là gì? Là sắt. Nó chiếm khoảng 90 mấy%. Thì các con biết là gan nó có hai loại là gan trắng và gan xám. Gan trắng và gan xám. Thì cái gan xám là người ta tính cứng nó tốt, cho nên người ta dùng nó để đúc bệ máy này, ống dẫn nước này, cánh cửa vân vân. Này, cái ống dẫn nước đó không phải là cái ống dẫn nước nhựa, cái nhựa PVC bình minh mà chúng ta hay thấy trong nhà thôi nha. Còn cái gan trắng á, là người ta gọi gan trắng là vì sao? Nó có màu sáng hơn cái gan xám thôi. Và do cái hàm lượng carbon nó chủ yếu ở dạng là cematic, là cementic á, cementic á, là Fe3C á, Fe3C á, là do đó nó được dùng để luyện thép. Thép cũng là hợp kim của sắt nhưng mà hàm lượng carbon nó nhỏ hơn. Hàm lượng carbon nó từ 0,01 đến 2%. Nó cũng có mặt các nguyên tố khác như là silic, mangan vân vân. Thép thì có hai loại là thép thường và thép đặc biệt. Thép thường và thép đặc biệt ha. Cái thép đặc biệt là nó có bổ sung thêm một số nguyên tố nhằm mà ví dụ như tăng cường tính cứng của thép, thì người ta cho thêm mangan vào. Và cái thép cứng này là thép đặc biệt này có tính cứng như vậy thì người ta dùng để làm máy nghiền đá. Còn cái thép mà cô bổ sung thêm chrome và niken, bổ sung khoảng 20% chrome, 10% niken, thì nó sẽ rất cứng và đặc biệt là nó không bị rỉ. Cho nên cái thép này là người ta dùng để làm thì làm dao, làm các dụng cụ y tế. Còn nếu cô bổ sung thêm chrome ram khoảng 18% và 5% chrome thì thép nó rất cứng. Mà không biết là chrome là một trong những kim loại cứng nhất và nó dùng để cắt thủy tinh á. Cho nên cái thép này thì người ta dùng để chế tạo máy cắt gọt. Mà cái máy cắt gọt trong cơ khí người ta hay có là cái máy phay. Máy phay. Đó. Cho nên á, trong thành phần của gan cũng như thép á, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất thì bao giờ cũng là nguyên tố gì? Nguyên tố sắt hết á. Sắt là nguyên tố có hàm lượng cao nhất. Sắt là nguyên tố có hàm lượng cao nhất trong cả gan và thép luôn, chứ không phải chỉ mỗi cái gan không đâu. Nhớ là gan và thép đều là hợp kim của sắt với carbon, nhưng mà hàm lượng phần trăm carbon nó thay đổi thì nó sẽ quyết định đến nó là gan hay là thép. Nó là gan hay là thép. Chúng ta sang câu số 23. Câu 23 của chúng ta như sau. Cho 7,8 gram kim loại chrome.
phản ứng vừa đủ với Velic khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn, và chúng ta yêu cầu là tính V. Nhớ nha. Cho 7,8 gram kim loại crom phản ứng với Velic khí clo mà vừa đủ nha. Và đề bây giờ yêu cầu chúng ta là tính thể tích khí clo. Mà như các con biết á, là crom á là nó giống như sắt ở chỗ là gì? Nó vừa có hóa trị 2 vừa có hóa trị 3. Khi nó tác dụng với clo thì nó sẽ cho ra muối sắt, muối crom hóa trị 3. Số mol crom cô biết là 78 chia M lớn là 52. Số mol crom là 7,8 chia 52 thì hình như bằng 0,15, đúng rồi. Cô muốn tính thể tích clo là cô phải tính số mol clo. Vậy số mol clo là 0,15 nhân 3 chia 2. Vậy thể tích khí clo là bằng số mol nhân 22,4 là bằng 5,04 lít. Nó sẽ bằng 5,04 lít. Một câu ngoài lề nhỏ nhỏ nào, câu 24. Công thức hóa học của sắt 3 hydroxit là: câu A, FeOH 3 lần. Câu B, FeOH 2 lần. Câu C, Fe2O3. Và câu D là FeO ha. Câu này lớp 8 cũng làm được á, chứ không phải lớp 9 mình đâu nghe. Lớp 8 cũng làm được á. Sắt 3 hydroxit là FeOH tất cả 3 lần. Hydroxit là nhóm OH, còn cái sắt nó hóa trị 3, FeO hóa trị 1. Cho nên công thức hóa học của sắt 3 hydroxit là FeOH 3 lần. Giờ câu 25. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gram kẽm. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gram kẽm trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được bao nhiêu lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn? Rồi câu A là 4,48. Câu B là 3,36. Câu C là 2,24. Và câu D là 1,12. Các con biết là kẽm là một trong những cái kim loại. Kẽm là một trong những cái kim loại mà đứng trước hydro và nó có hóa trị 2. Kẽm là một kim loại chỉ có một hóa trị là hóa trị 2 thôi. Vậy số mol kẽm là 6,5 chia 65 là 0,1 mol này. Trắc nghiệm mà chúng ta làm nhanh nha. Đề muốn tính thể tích của khí hydro. Đề muốn tính thể tích khí hydro thì chúng ta phải tính số mol của nó. Lấy 0,1 nhân 1 chia 1. Nhân chéo chia ngang. Vậy thể tích khí hydro là bằng số mol nhân 22,4 rồi. Khi cho kim loại đồng vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2 để hạn chế khí SO2
ra gây ô nhiễm môi trường. Thế này khi đọc đây, thoát ra gây ô nhiễm môi trường. Người ta thường nuốt ống nghiệm. Người ta thường nuốt ống nghiệm bằng bông. Thường nuốt ống nghiệm bằng bông. Có tẩm. Có tẩm cái gì cậu A? Là muối ăn. Câu B là giấm ăn. Câu C là kiềm. Và câu D là ăn khôn. Các con biết là đồng mà tác dụng H2O4 đặc nóng thì nó ra khí SO2. Mà khí SO2 là một khí độc. Cho nên là khi thí nghiệm này chúng ta phải tìm cách xử lý khí SO2 đó. Mà SO2 á là một oxit axit. Cho nên á, cho nên là chúng ta sẽ dùng nút ống nghiệm bằng bông có tẩm dung dịch kiềm. SO2 mà tác dụng với dung dịch kiềm này. Đó. Mà nhớ là chúng ta phải tẩm cái kiềm dư á. Cái kiềm mà nó không dư thì nó cũng không có tác dụng cản được hết cái SO2. Bây giờ đề nó nói phương trình hóa học nào viết sai. Các con lưu ý là những câu hỏi này khi chúng ta đi học lớp 12, chúng ta đi thi đại học, chúng ta cũng gặp lại nó hả? Chúng ta đều gặp lại nó hết á. Phần B. Con coi là phần nào đây? Phần cuối cùng đúng không? Kim loại mà tác dụng với H2O3 là đâu có sinh ra khí hydro đâu. Tổng hợp về kim loại và các hợp chất của kim loại. Câu số 1, thành phần chính của quặng siderit là, nó cho các con này, FeCO3, Fe3O4, FeS2 và Al2O3 ngậm hai nước. Thì theo thứ tự này, FeCO3 là quặng siderit. Cô chỉ ghi cái tên thôi nghe. Còn cái quặng thì cô không ghi nữa ha. Còn cái quặng này là quặng manhetic. Còn đây là quặng pyrit. Quặng pyrit này là chúng ta đã gặp trong cái bài điều chế H2O4 trong công nghiệp á. Là mình phải đốt nóng quặng pyrit sắt á để thu được khí SO2 đó. Còn này là quặng bauxit. Như vậy ở trong câu này chúng ta sẽ chọn phương án A, quặng siderit. Câu số 2, kim loại nào có tính dẫn điện tốt nhất trong các kim loại sau? Thì các con xem ha, mình có kim loại nhôm, kim loại bạc, kim loại đồng và kim loại vàng. Thì xếp theo thứ tự là AG dẫn điện tốt nhất đến AU đến đồng và cuối cùng là AL trong 4 kim loại nói trên. Như vậy kim loại dẫn điện tốt nhất cô sẽ chọn là kim loại bạc. Cái này tính chất vật lý của kim loại ha. Rồi câu tiếp theo, thực hiện các thí nghiệm sau. Các con xem từng thí nghiệm này, mình có 5 thí nghiệm. Và lưu ý ha, cái câu mà hỏi của mình là số thí nghiệm thu được đơn chất ha. Số thí nghiệm thu được đơn chất này, người ta hỏi mình. Số thí nghiệm thu được đơn chất, bây giờ muốn biết thì bây giờ mình viết phương trình phản ứng từng cái anh chàng một. Mình có là cho nhôm vào dung dịch NaOH, không biết nhôm là một kim loại đặc biệt, nó phản ứng được với dung dịch kiềm để tạo thành. Muối và giải phóng cái hydro
Ở đây có tạo thành đơn chất không? Có tạo thành đơn chất. Rồi, điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ không có màng ngăn xốp. Các con coi này, khi cô điện dung dịch muối ăn, được chưa? Thì nếu mà điện phân có màng ngăn ha, thì về mặt nguyên tắc này, điện phân dung dịch muối ăn là nó sẽ tạo ra NaOH và khí clo, đồng ý chưa? Và nếu như không có màng ngăn xốp, thì các con biết là clo là một chất khí tác dụng được với dung dịch NaOH tạo thành nước Raven. Đây là cách để người ta điều chế nước Raven, là người ta sẽ điện phân dịch muối ăn không có màng ngăn. Như vậy túm lại là nếu cô điện phân dịch muối ăn mà không có màng ngăn, cô điện phân dung dịch muối ăn mà không có màng ngăn, thì cô sẽ thu được NaClO cộng với hydro. NaClO cộng với hydro hết một nước. Cô cộng vế theo vế hai phương trình với nhau này, là cô được điện phân dịch muối ăn không có màng ngăn, thì ra ra được NaClO cộng hydro. Như vậy cô vẫn thu được đơn chất là khí hydro. Cho dung dịch Ki vào dung dịch có chứa Na2CrH7. Cái này là nếu muốn cân bằng phản ứng thì các con phải dựa vào cân bằng oxy hóa khử nha. Cái này là chúng ta sẽ ra iốt nè, K2SO4 nè, Na2SO4 nè, cộng Cr2SO4 tất cả 3 lần cộng với H2O. Đó. Như vậy ở đây cô vẫn thu được đơn chất là iốt này. Iốt là một chất rắn màu tím đen ha. Tiếp tục dẫn khí NH3 đi qua cái CrO3. CrO3 là một chất có tính oxy hóa mạnh, còn NH3 thì lại một chất có tính khử. Cho nên chúng tiếp xúc với nhau thì sẽ ra được khí nitơ, CrH3 và nước. Như vậy vẫn có đơn chất. Tiếp tục cho Fe vào dung dịch FeCl3. Sắt nó sẽ bị hòa tan trong dung dịch muối sắt hóa trị 2. Và phản ứng này không có đơn chất. Cho nên cô sẽ chọn phương án là 4. Có 4 thí nghiệm thu được đơn chất, là thí nghiệm số 1, số 2, số 3 và số 4. Thí nghiệm số 5 là không có đơn chất nha. Đơn chất là đơn chất kim loại được, mà đơn chất phi kim được đó. Rồi, cặp chất không xảy ra phản ứng là ai? Các con biết là NaNO3 mà cộng với MagnesCl2 là phản ứng này chắc chắn không xảy ra này. Vì sao như vậy? Bởi vì đây là hai muối. Hai muối này mà khi tham gia phản ứng với nhau là về mặt nguyên tắc nếu nó xảy ra thì nó phải tạo ra muối cái tủa. Nhưng mà cả hai anh chàng đều tan hết. Tra bản tan hai cha anh chàng đều tan hết, cho nên phản ứng thì nó không thể xảy ra được. Nhớ ha, phản đầu tiên thì không thể xảy ra được. Còn cái phản là NaOH cộng cho Al2O3 thì các con học, các con đã biết rồi là Al2O3 là oxit lưỡng tính. Al2O3 là oxit lưỡng tính, cho nên là nó hòa tan được trong dung dịch axit mạnh và dung dịch kiềm. Nó đều hòa tan được hết, nó đều tác dụng được hết. Còn K2O là oxit bazơ không tan, tạo thành bazơ tan. Oxit bazơ tan tác dụng với nước K2O. K2O là oxit bazơ tan tác dụng với nước ra bazơ. KOH này tan trong nước.
Natri á, các con lưu ý là natri á, là nó không tác dụng với KCL đâu, mà nó tác dụng với nước. Mà nước này có ở đâu? Nước này có ở trong dung dịch, cho nên vẫn có xảy ra phản ứng. Yeah. Còn cái phản ứng A là không có xảy ra phản ứng. Cho nên ở đây cặp chất không xảy ra phản ứng là chúng ta sẽ chọn phương án A, dung dịch Na nửa 3 và dung dịch magie Cl2. Rồi, câu tiếp theo, kim loại có tính khử mạnh nhất. Người ta muốn hỏi chúng ta kim loại có tính khử mạnh nhất, tức là muốn hỏi chúng ta kim loại nào hoạt động hóa học mạnh nhất. Mà muốn biết kim loại nào hoạt động hóa học mạnh nhất ấy, hay là mạnh hơn gì đó, thì chúng ta phải dựa vào dãy hoạt động hóa học của kim loại. Mà cái dãy hoạt động hóa học của kim loại, trong cái dãy đó là chúng ta biết là khi nàng, đúng không? Mày áo giáp sắt nền sàn gỗ ngói cửa hàng á thì ao. Như vậy là kim loại, thực ra là vị trí AG và HG hiện nay người ta đổi AG lên phía trước này các con này. Mà đọc cái cửa hàng ấy bị ông thuận miệng hơn đúng không? Kim loại có tính khử mạnh nhất á, trong bốn kim loại này là kim loại nào đứng càng phía trước thì tính khử nó càng mạnh. Và trong bốn kim loại này thì cô thấy nhận thấy là sắt là đứng trước nhất, trước bốn kim loại còn lại. Cho nên kim loại có tính khử mạnh nhất, cô sẽ chọn phương án là câu A, sắt. Kim loại có tính khử mạnh nhất là Fe. Rồi bây giờ ha, trong các kim loại natri, sắt, đồng, bạc, nhôm, có bao nhiêu kim loại chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân? Rồi chúng ta có cái dãy hoạt động hóa học kim loại này. Yeah. Thì như các con biết là điều chế kim loại nữa có 3 phương pháp. Thứ nhất đó là điện phân nóng chảy. Điện phân nóng chảy chúng ta chỉ điều chế được các kim loại nhóm, tức là về mặt nguyên tắc á, là tất cả kim loại đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy hết, đồng ý chưa? Nhưng mà kim loại, cái phương pháp này là cái phương pháp này thực ra là nó tốn kém hơn những phương pháp khác, cho nên người ta thường sử dụng phương pháp này. Và phương pháp này và những kim loại như vậy thì nó chỉ được điều chế bằng phương pháp này thôi. Bốn kim loại này chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Đó, bốn kim loại này là chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy thôi. Rồi ngoài ra có phương pháp điện phân dung dịch nè, hay là phương pháp nhiệt luyện nè, hay là thủy luyện nè. Thì những kim loại còn lại thì được điều chế bằng ba phương pháp này hết. Và cái phương pháp điện phân dịch là người ta điều chế khi mà người ta sẽ dùng để điều chế khi mà người ta sẽ dùng để điều chế khi mà cần cái kim loại có độ tinh khiết cao. Nhớ nha, đây bốn kim loại này chỉ được điều chế bằng phương pháp gì? Điện phân nóng chảy thôi. Còn những kim loại phía sau này chúng ta có thể điều chế bằng pháp điện phân dịch, nhiệt luyện hay là thủy luyện. Cho nên có bao nhiêu kim loại? Đó là kim loại Al là 1 nè, kim loại nhôm là 2. Hai kim loại này chỉ được điều chế bằng pháp điện phân, và cụ thể là điện phân nóng chảy. Cho nên cô chọn phương án B. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần sự ăn mòn. Sự ăn mòn của kim loại thì ăn mòn kim loại
Trong sách giáo khoa của các con là sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại đó. Nhưng thực ra sự ăn mòn kim loại là do xảy ra phản ứng học. Nó do xảy ra phản ứng học và thứ hai là có ăn mòn điện hóa. Tức là khi đó nó sẽ hình thành pin điện hóa. Thì cái phần ăn mòn điện hóa này trong cái sách giáo khoa lớp 9 không nói, nhưng mà các con cứ hiểu nôm na là đây. Ví dụ như là cô để, ví dụ như là cô để cái thanh cái đinh sắt trong dịch HCl thì sắt nó sẽ phản ứng với dung dịch HCl. Khi lúc đó kim loại sắt nó bị tan dần đúng không? Thì khi đó người ta nói là sắt bị ăn mòn. Dạ. Yeah. Chúng ta có này, ngâm đinh sắt trong dung dịch HCl thì sắt đinh sắt bị ăn mòn. Đinh sắt bị ăn mòn. Cho nên thành ra là ở đây cô nói là xảy ra ăn mòn hóa học. Vì sao vậy? Bởi vì là sắt đã tác dụng với dung dịch HCl, sắt đã tác dụng với HCl, nhưng bây giờ này, để phản ứng xảy ra nhanh hơn, người ta thêm vào dung dịch một vài, thêm vào dung dịch axit một vài giọt dung dịch nào sau đây thì các con lưu ý nè. Các con cần lưu ý cho cô nè, lưu ý nha. Ở đây á, là nếu cô ăn mòn điện hóa. Các con lưu ý là giữa ăn mòn kim loại là có ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa. Ăn mòn hóa học là xảy ra phản ứng, còn ăn mòn điện hóa hình thành pin điện hóa. Thì cái ăn mòn điện hóa này á, là tốc độ nó nhanh hơn rất là nhiều so với ăn mòn hóa học. Và cái ăn mòn điện hóa là cái tưởng tượng về này, nói đi cho các con dễ hình dung, là khi xuất hiện hai kim loại được nhúng vào trong một dung dịch. Xuất hiện hai kim loại được nhúng vào trong một dịch, tức là lúc đó chúng tiếp xúc với nhau đấy. Hoặc là nói một cách nôm na là chi? Hai kim loại nó nằm trong cái hợp kim. Mà các con biết hợp kim là gì rồi? Hợp kim là người ta đun kim loại nóng chảy lên, sau là cho nó hòa trung hai kim loại nóng chảy lên, sau đó là cho nó hóa rắn trở lại, đóng rắn trở lại thì người ta được hợp kim. Hợp kim thực chất là hỗn hợp kim loại. Nghĩa là khi cô có hai kim loại nó nhúng vào trong một dung dịch. Khi cô có hai kim loại nhúng vào trong một dung dịch thì các con cần lưu ý, khi đó nó sẽ xảy ra mòn điện hóa. Đồng ý nha. Bây giờ nếu cô cho NaCl vào này thì đinh sắt đâu tác dụng NaCl được. Bây giờ này, nếu cô cho cái đinh sắt vào dịch FeCl3 thì đinh sắt nó tác dụng FeCl3 không? Có. Nó ra FeCl2. Nhưng vấn đề chỗ là không xuất hiện thêm kim loại mới. Cho H24 vô thì sắt có tác dụng H24 không? Có. Có, nhưng mà nó lại không xuất hiện kim loại mới. Cô nói là ăn mòn điện hóa là phải gì? Phải xuất hiện hai kim loại thì mới có ăn mòn hóa. Bây giờ nếu cô cho thêm CuNO3 tất cả hai lần vào thì khi đó sắt sẽ đẩy đồng ra ngoài, và ở đó nó sẽ tạo thành một kim loại mới, đó là kim loại đồng. Vậy lúc bấy giờ nó tồn tại hai kim loại một lúc, là gồm sắt với đồng. À, còn cái dung dịch thì đã có sẵn, dung dịch axit hay là muối hay gì gì đó cũng được đó. Nè, có mặt cả HCl này, có mặt cả CuNO3 hai lần này, FeNO3 hai lần. Cho nên để ăn mòn xảy ra nhanh hơn, tức là muốn xảy ra ăn mòn điện hóa, thì chúng ta sẽ cho CuNO3 hai lần vào. Thứ hai nữa là chi? Thứ hai nữa để nói luôn nguyên tắc. Giả sử đây người ta cho cái dung dịch khác để ý. Khi mà hai kim loại tiếp xúc với nhau hình thành nên pin điện hóa, xảy ra sự ăn mòn kim loại. Kim nào loại nào mạnh hơn thì kim loại đó bị ăn mòn, nhớ nghe. Kim loại nào mạnh hơn, kim loại đó sẽ bị ăn mòn. Ở đây sắt với đồng tiếp xúc với nhau, và sắt mạnh hơn cho nên sắt sẽ bị ăn mòn. Rồi câu tiếp theo, ở nhiệt độ cao khí CO khử được các oxit nào sau đây?
Các con biết là CO nó chỉ khử được các oxit kim loại trung bình và yếu, nghĩa là trong cái dải này nè, trong cái dải này nó chỉ khử được oxit của các kim loại từ kẽm đổ về sau thôi. Nó chỉ khử được các oxit của kim loại đổ từ kẽm trở về sau thôi. Cho nên ở đây á, là câu B cô loại. Vì nó có anh chàng đi đây. Câu C cô ổn loại luôn, vì có anh chàng đi đây. Câu D cô ổn loại luôn, có hai anh chàng. Cô chọn câu A là Fe2O3 và CO. Rồi tiếp tục nè. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng hợp? Rồi mình xem. Mình xem giùm cho cô. Sắt tác dụng HCl có không? Có. Sắt tác dụng HCl ra gì? Sắt tác dụng HCl chỉ ra muối sắt hóa trị 2 thôi nha. Đồng có tác dụng muối sắt 3 không? Có. Nhớ đồng tác dụng được với muối sắt 3 là không có đẩy sắt ra ngoài đâu nghe, mà tạo thành muối đồng 2 và muối sắt 2. Đồng có tác dụng muối sắt 2 không? Không có nha. Sắt có tác dụng muối sắt 3 không? Có, cái nãy mới viết xong. Ra muối sắt hóa trị 2. Như vậy ở đây cô sẽ chọn câu C. Rồi bây giờ chúng ta có một cái bài. Chia N gam hỗn hợp X gồm hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 tan hết trong dịch HCl dư thì sẽ thu được 2,688 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Nung nóng phần 2 trong oxy dư thì sẽ thu được 4,26 gam hỗn hợp oxit. Vậy giá trị của M là. Cái bài này là nó có hai cách. Một là dùng bảo toàn E, còn hai á là chúng ta cứ viết phương trình phản ứng bình thường. Cô giả sử nha. Cô gọi chung hai kim loại đó là R. Rồi, số mol khí hydro là 0,12. Số mol khí hydro là 0,12. Thì số mol của R sẽ là số mol của R sẽ là bao nhiêu? 0,12 nhân 2 chia x là bằng 0,24 chia x. Đúng chưa? Rồi bây giờ cô cho R tác dụng oxy mà R có hóa trị không đổi. X là hóa trị của oxy mà. Rồi. Chia hai phần bằng nhau thì số mol của X ở trong phần thứ nhất là bao nhiêu? Thì phần thứ hai nó sẽ là bấy nhiêu? Số mol chàng đi sẽ là 0,24 chia X. Thì số mol của anh chàng oxy sẽ là bao nhiêu? Số mol của anh chàng oxy sẽ là lấy 0,24 chia x, xong nhân cho x, rồi chia cho 4. 0,24 chia x, lấy anh chàng đi, nhân x đây, chia cho 4 đây, là ra được 0,06 mol. Rồi, mà khối lượng oxit như cô có chưa? Rồi. Khối lượng oxit thì cô có rồi, oxy có số mol rồi. Vậy theo lực bảo toàn khối lượng, cô có khối lượng R cộng cho khối lượng nha, cộng cho khối lượng O2 thì sẽ bằng khối lượng R2OX. Cô thay vào R là M này, oxy là 0,06 nhân 32 bằng khối lượng của anh chàng oxit này là bao nhiêu? 4,26. Cô tính được M. Được chưa? Cô tính được M là bằng 4,26 trừ 0,06 nhân 32
là 2,34. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai, cách hai thì cô có bảo toàn A, số A của R bằng số A của hydro bằng số A của oxy. Bởi vì khi R tác dụng với hydro thì electron nó bằng nhau, khi R tác dụng oxy electron nó cũng bằng nhau, mà số mol R hai trường hợp đều như nhau, hóa trị như nhau, cho nên cô có điều này luôn. Vậy cô có là số A của hydro là mấy? Số A của hydro là lấy hóa trị của nó là 2. Nó 2A nhưng số mol là 0,12 bằng số A của oxy. Nhớ ngay, hydro là hóa trị 1 mà có 2 hydro thì thành 2 đó. Còn oxy hóa trị 2 mà có 2 hydro là 4 nhân số mol oxy. Từ đó tính được số mol oxy bằng 0,06 mol. Phần còn lại là giống như cũ. Rồi chúng ta tiếp. Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là, các con lưu ý nha, nhôm sẽ khử được các oxit kim loại đứng sau nó. Nguyên tắc vậy, sắt cũng vậy, sắt nó sẽ khử được các oxit kim loại đứng sau nó, oxit của kim loại đứng sau nó. Như vậy Al sẽ khử được các oxit của kim loại kẽm đổ về sau. Vậy thì cô sẽ có là gì? Cô A là cô không chọn là vì có K2O là không được rồi này, đúng không? Câu B cô không chọn là vì có magnesio nè. Câu C cô không chọn là vì có CaO nè, đúng chưa? Vậy cô chọn câu D, đúng không? Nhớ nha, nhớ nha. Kim loại nó khử được oxit của kim loại yếu hơn nó. Kim loại nó sẽ khử được oxit của kim loại yếu hơn nó. Câu tiếp theo nè. Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây? Cái tính chất vật lý chung của kim loại là do ai quyết định? Là do các electron tự do quyết định. Và nhờ electron này mà kim loại có bốn tính chất vật lý chung, đó là gì? Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo và tính ánh kim. Cô chọn câu B. Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam nhôm bằng dung dịch H2O loãng dư, thu được V lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn và tính giá trị của V. Mình có này, phương trình và ứng nhôm là một kim loại đứng trước Al. Nhôm là một kim loại đứng trước hydro. Trời ơi cô nói chi chi. Nhôm là một kim loại đứng trước hydro, cho nên nó tác dụng với axit loãng để ra muối. Và giải phóng khí hydro. Ok chưa? Và giải phóng khí hydro. Ở đây là nhôm là 5,4 chia 27 là bằng 0,2 mol. Vậy hydro nó sẽ là 0,3 mol vì đang khối 3. Lấy 0,2 này nhân 3 chia 2 đây là bằng 0,3 mol. Vậy từ đó cô tính được giá trị V không? Lấy 0,3 nhân 2,4 bằng 6,72 lít. Được chưa hả? Rồi, chúng ta có bài tiếp theo. Chúng ta có cái bài tiếp theo.
Con đọc cho kỹ đề nha, bài này không khó đâu. Rồi, hỗn hợp X gồm FeCl2 và KCl có tỷ lệ mol tương ứng là X phần X H1 2.2. Hòa tan hoàn toàn 16,56 gam X vào nước dư cho được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 và dung dịch Y dư vào dưới Y. Kết thúc phẩm thu được N gam với tủa và tính giá trị N. Bài này thực ra là nó không có khó. Không sao nè. Cái tỷ lệ mol tương ứng có nghĩa là của đạt nó ít mol thì KCl nó sẽ là 2. Nó đúng, tuân thủ đúng tỷ lệ 1:2. Cái này ít, cái này 2 ít. Ít tức là 1 ít á. Dạ. Có nhiều bạn vẫn thắc mắc với cô á. Thì vì đang cô làm như rứa. Bây giờ giải thích luôn. Giờ giải thích luôn để khỏi phải thắc mắc. Ok chưa? Cô đặt cái này là X mol. Cái KCl cô sẽ đặt là Y mol. Hỗn hợp mà. Tỷ lệ mol tương ứng là 1:2. Tỷ lệ mol tương ứng 1:2 tức là X 2.Y bằng 1 2.2. Ok chưa? Mà viết như vậy á là có nghĩa là hắn như vậy. Có nghĩa là hắn như vậy đó. Đó. Vậy từ đây rút ra là 2x 2x thì bằng y không? Rồi rút ra được là 2x bằng y vậy nè. 2 nhí bằng 1 nhân y là 2x bằng y nè. 2x bằng y về chỗ này có thay bằng 2x mol nữa. Đúng không? Cho nên sau này là họ cho tỷ lệ mol ra thì mình đặt cái số mol của các chất trong hợp theo đúng cái tỷ lệ mol nó cho nó nhanh. Rồi cô xóa phần đi đi. Để cho khối lượng hỗn hợp là 15,56. Chúng ta có khối lượng FeCl3 mà lớn nhiều đây. FeCl2 56 cộng 71 127 127 nhân x. KCl là 74,5 nhân 2x thì bằng 15,56. Rồi từ đây cô tính được x. Không với 0,6 mol. Đó. Bây giờ cô cho cái hai cái muối đó vào nước á là nó không xảy ra phản ứng gì cả nghe. Chứ đừng đem mình đem đi lấy FeCl2 cộng nước ra FeOH hai lần HCl đâu vậy? Đừng có chơi gì vậy nè, nhiều bạn lắm. Cho vô nước cái sách đi viết ri. Viết cân bằng thấy cân bằng được mà. Không có đâu nghe.
Không có đâu Hiển. Có bạn lý luận cô là muối ăn bỏ nước ra ao H2 thì là hai, trời ơi. Muốn xảy ra phản ứng đó là phải có dòng điện chạy qua, tức là phải điện phân mới ra. Bây giờ cô cho hai cái muối này vô nước á, là chẳng qua là giống như con hòa tan muối ăn hoặc là đường vào nước thôi. Chứ bản chất cái chất đó nó đâu có thay đổi, vì hiện tượng vật lý thì chất đâu có thay đổi, vẫn giữ nguyên là chất ban đầu mà. Bây giờ cái dung dịch y ni là chứa FeCl2 nè, chứa KCl đó. Rồi bây giờ mới cho cái cho tác dụng AgNO3 dư, là nó ra FeNO3 tất cả hai lần cộng AgCl. Rồi tiếp tục KCl cộng với AgNO3, cô viết đi để xíu nữa cô có lý do đó. Chứ phản ứng hai muối tác dụng thì muối nào tác dụng trước cũng được hết á, vai trò như nhau, vẫn trao đổi đúng không? Các con lưu ý giùm cô. FeNO3 tất cả hai lần nó lại tác dụng tiếp với AgNO3 dư. Người cho AgNO3 dư mà. Ra FeNO3 tất cả 3 lần cộng với Ag. Vậy cái tụ của chúng ta là gồm đây là 1, đây là 2 và đây là 3. Ok chưa? Anh chàng đi là 0,12. Anh chàng đi 0,12. Cái anh chàng đi là 0,006. Cô chưa cân bằng. Anh chàng đi sẽ là 0,24. Và cô cũng phải tính anh chàng đi luôn. Để chi? Để cô vác xuống phương trình dưới. Trời, cô tính cái gì đấy, 0,06 chỗ này 0,12 chứ. Cô phải tính chỗ đi được, cô vác xuống dưới này nè. Vì anh chàng đi sinh ra ở đây, ảnh lại tham gia vẫn tiếp với AgNO3 nè. Rồi, khối lượng cái tuổi con tự tính ha. Rồi, bài thứ hai. Hòa tan hết 3,24 gam bột nhôm trong dịch H2O3 dư, thu được 0,02 mol khí duy nhất và dung dịch y chứa 27,56 gam muối. Để nó hỏi chúng ta cái y là gì. Cô tóm tắt nè, kim loại nè mà cộng H2O3 nó tạo ra các sản phẩm khử sau. NO là 3E, nhớ nha. NO2 là 1A, N2O là 8A, N2 là 10A. Riêng cái NH4NO3 nó là muối. Dạ. Về mặt nguyên tắc, kim loại cộng H2O3 là ra muối của kim loại, cộng cho sản phẩm khử. Ông khử thì có thể có 1, 2 hoặc 3, 4, 5 gì đó và nước.
Như vậy bây giờ cô có AL, để cho AL. AL. Còn H2O3 này. Nó sẽ ra muối AlNO3 tất cả 3 lần. Còn sản phẩm khử là một khí ít. Chắc chắn có NO4NO3. Vì sao? Cái NO4NO3 là muối nó không thoát ra khỏi môi trường dưới dạng khí. Khi nào để nó nói sản phẩm khử duy nhất thì lúc đó chúng ta mới loại trừ là không có NO4NO3. Còn để nó không có nói sản phẩm khử duy nhất thì chắc chắn có NO4NO3 trong dịch. Có nhiều bạn lý luận với cô đấy có chữ duy nhất, khí duy nhất chứ không phải là sản phẩm khử duy nhất, nghĩa là chỉ có cái khí đi thôi, không có thêm một cái khí khác. Mà cái NO4NO3 là 8A. Nhớ nha. Ok chưa? Về mặt nguyên tắc, số mol AlNO3 3 lần là bằng số mol của nhôm. Vì toàn bộ nhôm đều chuyển thành muối. 3,24 chia cho 27. Là bằng 0,12. Đổi ra luôn khối lượng. Vì sao cô phải đổi ra khối lượng? Bởi vì cô muốn dựa vào cái tổng khối lượng muối đề cho là 25,56 này, để cô tính xem cái NO4NO3 là bao nhiêu. Không phẩy 12 nhân cho 213 bằng 25,56 gram. Và từ đó cô tính được khối lượng NH4NO3 nó là bao nhiêu. 27,56 trừ 25,56 là bằng 2 gram. Cái cô đổi ra số mol luôn. Ok chưa? Yeah. Khối lượng muốn đổi ra số mol chúng ta chia ML ha. Rồi, vậy giờ cô có bảo toàn A. Bảo toàn A bao giờ cũng là gì? A của kim loại bằng A của sản phẩm khử. Bao giờ cũng vậy. Bây giờ A của kim loại là nhiêu? Kim loại nhôm hóa trị 3 là 3 nhân số mol nhôm. Nhớ nha, lấy hóa trị kim loại nhân số mol kim loại. Bên này tương tự, lấy A của NH4NO3 là 8 nhân số mol của nó là 0,025 cộng A của anh chàng nó chưa biết A của X nhân số mol của ảnh. Số mol của ảnh là bao nhiêu? 0,02. Từ đó chúng ta tính được A của X là bằng 3 × 0,12 trừ 8 × 0,025 tất cả chia 0,02 chúng ta bằng 8. Mà trong cái lô bằng 8 này á, là khí nha. Cái NH4NO3 8A nhưng nó là muối, cho nên cô suy được ít là N2O. Chú ý nha, mình lấy số A, cái này chính xác là số mol A đó,
lấy số mol nhân nhân hóa trị kim loại bằng số A của dòng khử nhân số mol của nó. Kim loại hóa trị mấy thì nó sẽ ra có bao nhiêu A thế thôi. Trong công nghiệp AL được điều chế bằng cách nào? Trong công nghiệp AL được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3. Bây giờ này, nhận định nào sau đây là đúng nè? Nước cứng là nước chứa nhiều ion magie 2 cộng và canxi 2 cộng, cho nên cái câu A là nó sai hoàn toàn rồi. Nó chứa nhiều ion canxi 2 cộng, magie 2 cộng. Các con biết là nước cứng vĩnh cửu là nó chứa muối, canxi với magie ở dạng clorua hay là sunfat. Mà những cái đó thì đun nóng không được, chỉ có nước cứng vĩnh cửu á, nước cứng tạm thời á, để làm mềm tính cứng của nước cứng tạm thời thì người ta mới đun nóng thôi, còn vĩnh cửu không thể đun nóng. Đối với nước cứng vĩnh cửu thì chúng ta sẽ cho Na2CO3 vào hoặc là cho Na3B4 vào. Nước tự nhiên thì thường có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu chính xác. Các con biết là cái nước cứng nó không gây ra ô nhiễm, nhưng mà nó làm giảm mùi vị thì nó làm giảm mùi vị thực phẩm khi chúng ta nấu ăn. Rồi nó đóng cặn trong các lò hơi dễ gây sự cố trong cái vận hành lò hơi. Phản ứng nào sau đây sai? Câu A các con biết rồi, CrOH 3 lần là có tính lượng tính giống như nhôm vậy đó, giống như AlOH 3 lần. Cho nên phản ứng A chắc chắn là đúng. Ở đây crom khi tác dụng clo ra CrCl3 là đúng. Các con biết á, là ở đây phản ứng nó sai chỗ là chỉ biết không? Kẽm á, mà tác dụng với muối crom hóa trị 3 là ra muối kẽm hóa trị 2 và CrCl2. Nhớ nha, chứ không ra crom. Cho nên phản ứng B là chúng ta chọn, nó không đúng. Đốt cháy kim loại trong khối oxy thu được oxit Y, hòa tan Y trong dịch HCl loãng thu được dung dịch Z chứa 2 muối. Thì chắc chắn cô sẽ chọn là sắt. Các con biết rồi, sắt mà cộng oxy là ra cái gì? Đốt nóng là ra Fe3O4, mà Fe3O4 tác dụng được axit ra 2 muối. Ok chưa? Rồi cô tạm dừng ở bài đây nha.